5 công dụng bất ngờ của băng vệ sinh Là một sản phẩm dành cho phụ nữ, nhưng băng vệ sinh có thể cứu chúng ta trong một số trường hợp bất trắc. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua một số công dụng của băng vệ sinh mà bạn có thể chưa biết nhé. Số 1. Băng bó vết thương Băng vệ sinh vô trùng và có khả năng thấm hút cao nên có thể dùng làm băng cầm máu vết thương. Thực tế cho thấy, y bác sĩ trong chiến tranh từng sử dụng chúng khi thiếu băng gạc thậm chí, chúng được tận dụng để bịt vết thương do đạn. Khi tham gia các hoạt động thể chất nhiều va chạm và chấn thương như trượt va tanh, đá bóng, bạn cũng có thể sử dụng băng vệ sinh để bọc đầu gối, khuỷu tay. Số 2. Che miệng thoát khỏi đám cháy. Nếu bạn bị mắc kẹt trong căn nhà bị hỏa hoạn, dày đặc khói, hãy thấm miếng băng vệ sinh vào nước, chụp lên miệng để chạy thoát ra ngoài. Bạn cũng có thể nhúng băng vệ sinh xuống nước, nhét vào khe cửa để ngăn chặn khói bay vào phòng trong giây lát. Tất nhiên, trong trường hợp này tốn lượng lớn băng vệ sinh. Số 3, lọc nước. Nếu bị mắc kẹt trong rừng và nguồn nước duy nhất là ao tù, bạn hãy sử dụng băng vệ sinh như một bộ lọc thô. Dù không loại được bụi cực nhỏ, nó cũng hạn chế chất bẩn. Sau lọc nhiều lần, bạn có thể đun sôi để khử trùng. Bạn cắt một phần đáy chai nước lọc, đẩy nắp chai rồi lật ngược lại cắt bỏ lớp đáy của băng vệ sinh, sau đó đặt lên chai nước đã lật ngược. Từ từ đổ nước qua miếng băng vệ sinh để lọc. Số 4. Thấm hút mồ hôi ở nách và chân. Khi vận động thể chất nhiều trong mùa hè, sử dụng băng vệ sinh lót ở nách và làm lót dày sẽ giúp thấm hút mồ hôi, ngăn mùi hiệu quả. Số 5. Gieo hạt. Lớp bên trong băng vệ sinh thấm nước tốt, giữ được độ ẩm cao. Đây là môi trường thích hợp cho hạt nảy mầm bạn có thể thấm ướt băng vệ sinh, các lớp trên cùng rồi rải hạt giống lên. Sau 3 đến 5 ngày, hạt sẽ nảy mầm. Trên đây là một số công dụng của băng vệ sinh mà bạn có thể chưa biết. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.